Xin chào mọi người Cái video này mình sẽ nói về Bitcoin Mình sẽ nói về nguyên cộng đồng tiền điện tử Mình sẽ nói về Chuyện gì, chuyện gì vừa rồi đã xảy ra Những gọi là hai chục năm vừa qua Những gì mà vừa rồi bạn trải nghiệm đó, đó là một sự thiết kế Cũng giống như làm phát Làm cho bạn nghèo hơn Vân vân và vân vân Và mình sẽ giải thích cho bạn Uh, mình sẽ nói về uh, gọi là cái uh, cái nhóm ok w e f là cái nhóm gọi là lãnh đạo trái đất này ok mình sẽ nói về cái vấn đề gọi là sức mạnh của lãi kép lãi kép sức mạnh của lãi kép ok mình sẽ nói về cbdc mình sẽ nói về etf mình sẽ nói về về những gì quan trọng xảy ra trong tuần này ok nó liên quan với tiền điện tử cũng giống như cổ phiếu của vân à, cũng giống như là cái ngày 26 tháng 7 là ngày gì mình sẽ nói về x.com ok à, mình sẽ nói về x ok cho những người nào mà chưa biết x là gì ok mình sẽ nói về xop 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 và cuối video mình sẽ nói về bitcoin ok over Ờ, cho những người nào mà chưa biết Bitcoin là gì Thì mình khuyên đầu tiên bạn nên chui ra cái hang của bạn đang ở Chấm hết 12 năm vừa rồi Bitcoin tăng trưởng 10 triệu 412.288% Chỉ có 12 năm vừa rồi thôi Ok Và đây là nó so sánh với tất cả những cái tài sản trên toàn cầu Cũng giống như vàng 12 năm vừa rồi thì tăng trưởng 30% Nếu bạn muốn 12 năm vừa rồi tăng trưởng 30% hay là những 12 năm kế tiếp thì đầu tư vào vàng. Còn nếu mà muốn đầu tư vào Bitcoin thì uh, cái phần trăm nó sẽ ít hơn 10 triệu phần trăm nhưng chắc chắn nó phải hơn hơn vàng và uh, trái phiếu cổ phiếu của vân 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 vân. Đây là một màn hình mà đã chia sẻ với gia đình thứ hai của mình là uh, những người anh em ngoài xã hội gọi là tuần này qua tuần nọ rồi chứ không phải là mới nhưng để gọi là đóng dấu đóng dấu đóng dấu cho trong nó nó nó, nó thấm vô trong tủy của bạn đây 12 12 năm vừa rồi 10 triệu phần trăm đây là cái con ngựa chạy nhanh nhất trong cái thị trường này toàn cầu ok trung bình mỗi năm nó tăng trưởng 151 phần trăm còn ông vàng đâu vàng Việt Nam này tôi hỏi về vàng đúng không 2 phần trăm mỗi năm Trung bình 12 năm vừa rồi, vàng tăng trưởng 2% Thì bạn còn có một sự thắc mắc gì nữa hay không? Con ngựa nào là con ngựa chạy nhanh nhất? Và ở đây mình đã làm cả trăm 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 cái video nói về Bitcoin 2.800 cái video số lượng nhiều nói về Bitcoin Bitcoin và tiền điện tử Ok, tiếp tục Đây uh, Đây là một ngày on sale đúng không? Có khá là nhiều đồng cũng... Uh cũng uh, giống như link là 3.4 nè. Ok, Rà, giảm 3.4. Uh, giống như đồng là uh, đồng uh, John rồi đúng không? 3.4 nè đúng không? Uh, Luna <cười> <cười> vẫn nằm ở đây. <laughs> FTT vẫn nằm ở đây. Nói chung số lượng 99.9% 99.5% 99.5% 99. là tất cả những cái đồng uh, tất cả tất 995 99.5% là những cái đồng trong tiền điện tử á, là rác, rác và rác và nó sẽ trở thành rác trong những cái tháng và năm tới đây. Nó chỉ có tầm đâu khoảng cỡ 15 đồng tới 20 đồng là nó sẽ có sự tồn tại. Nó giúp ích cho con người trong những cái cho những cái chu uh, kỳ tới đây. Ok. Và mình là người chia sẻ uh, những cái đồng đó, những những cái tín hiệu của nó mua vô bán ra như thế nào. Ok. Tiếp tục. Đây là một cái quảng cáo. Và cái quảng cáo này á, ok thì nó nói uh, nó nói á uh, ăn một cái hamburger uh, với một cái uh, với với một cái gọi là khoai tây á uh, thì tốn khoảng có 16 đô ok vacation đó uh, là đi về đi, đi đi nghỉ dưỡng á uh, thì tốn khoảng có 12.000 đô ok còn uh, một cái xe mà gọi là đơn giản nhất uh, đúng không là tốn khoảng cỡ 65.000 đô ok không có gì hết ở đây ok uh, no problem không có gì hết you you eat in bạn sẽ ăn ở nhà thôi ăn ở ngoài mắc quá. Okay. You won't drive bạn không có có lái được bởi vì nó mắc quá. Okay. <laughs> And you won't go anywhere, có nghĩa là bạn không đi đâu được hết. Nhưng mà cái quan trọng của cái 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 tờ báo này nó Đây là một sự quảng cáo. Mà cái năm của cái quảng cáo này là 1960 1996. 1996 là cách đây gần ba chục năm trời đúng không gần ba chục năm trời và đây là cái quảng cáo thì người ta biết nó nói they say in 30 years nó nói ba chục năm nữa thì đây là những cái gì mà đang trải nghiệm mà đúng là một vacation khoảng tốn tốn khoảng có 12 ngàn mà và một cái basic xe một cái xe mà gọi là đơn giản nhất ngay bây giờ bên mỹ cũng khoảng cả năm chục ngàn rồi chứ chưa tới 65 đâu gần tới rồi OK. Còn một cái hamburger và một cái French fry hồi đó tốn chỉ một đô thôi, hai đô thôi hết đúng không? Ngay bây giờ phải tốn tới 16 đô có. Thì cái sự mà con giá nó tăng lên cũng giống như xe, cũng giống như du lịch, cũng giống như ăn một cái hamburger vậy đó, thì nó nó đã là một sự thiết kế bởi vì sao? Nó nó sẽ in 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 đúng không? Và làm nó in như vậy á, cái đồng tiền nó dính vô cái sự lạm phát và tất cả mọi thứ để lên lên giá thì tức, tất cả mọi người sẽ nghèo hơn ok những người giàu người ta sẽ không quan trọng những những thứ thế nhưng những người trung bình và những người nghèo thì chỉ có đói đói và đói thôi đó là một sự thiết kế ba chục năm rồi đây là một cái quảng cáo của ba ba năm rồi người ta biết chuyện gì sẽ xảy ra thì nó là vậy ok ok uh cho những người nào Việt Nam vẫn vẫn còn muốn đi Mỹ thì có vẻ là bạn chưa biết Mỹ là gì cho những người nào Việt Nam đang ở Mỹ thì bạn đang trải nghiệm cái sự nghèo nàn cái sự thiết kế cho bạn trở thành những người nghèo những con kiến của xã hội thì cái đó đang bạn đã biết rồi ok cả 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 bao nhiêu chục cái cái thứ thuế đúng hay không à, số lượng trung bình của người Mỹ à, cuối tháng nghe cuối tháng cũng không có được 500 đô ở trong 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 tiết kiệm nữa. 500 đô cũng không có nữa. Uh, mua nhà thì nó cho bằng mượn nợ. Đi học thì nó cho bằng mượn nợ. Mướn Mu mua xe thì bạn nó cho bằng mượn nợ. Sẽ tín dụng thì nó cho bằng mượn nợ. Rồi uh, thuế nhà đất thì nó cho bạn <laughs> phải đóng. Thuế đồ ăn, thuế bảo hiểm, bảo hiểm, vân 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 vân. Thì bạn cứ suy quanh vậy thôi, bạn cũng giống như một con chuột bạch cứ chạy hoài vậy thôi tới khi bạn chết. 500 đô cũng không có trong 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 gọi là trong người nữa cuối tháng. Cuối tháng mà có 500 đô cũng không còn nữa. Số đồng là vậy. Bởi vì sao? Cái đồng tiền bạn thu nhập vô cái đầu cái đầu tiên là lấy thuế nó lấy hết đầu uh, 25 tới 30 rồi đúng không? 25 tới 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 3, 35 có nhiều lúc tới 50% lận. Đúng không? 45 50 Ok, rồi cái phần còn lại thì bà gọi là trang trải cho cuộc sống của bạn, xe này, nhà nè, bảo hiểm nè, vân 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 sau đó bạn còn lại con số 0 bạn ráng cày đi bạn là con chuột bạch trên cái máy chạy mà rớt ra khỏi cái máy cái là chết liền Chẳng hết tiếp tục thi kế ở à, đây ok là năm uh, 2017 đúng không thì là ok the, uh, the, world economic forum wef ok nói rằng á ok là cái tới cái năm uh, tới cái năm 20 đúng không tới năm 20 cái năm 2017 này ra tuyên bố là tới năm 2020 Ok Bitcoin will consume more power than the world does today Nó nói là tới cái năm 2020 á, Là Bitcoin sẽ dùng hết hết năng lượng của thế giới luôn Tới cái năm 2020 Cái đó là một sự tuyên bố của năm 2017 Cái uh, uh, The World Economic Forum ra tuyên bố như vậy Thì đây là một sự gọi là tấn công của Bitcoin thôi Ồ oh, nói Bitcoin uh, dùng năng lượng Uh, uh, nước này nước nọ vân vân ô nhiễm môi trường vân 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 đúng không và đây là một sự đoán của họ năm 2017 và đây là một sự hoàn toàn sai thì đó nó chứng tỏ đây là một cái một cái gọi là cái nhóm mà mọi nước phải nhìn vô họ để gọi là đây là một cái gương sáng này World Economic Forum đúng không vớ vẩn vớ vẩn và vớ vẩn ok tiếp tục uh, đây rồi nãy thì mình có lướt nghe hồi nãy mình có mới cắt tóc đúng không đẹp trai sau đó mình thấy cái này thì biết cái này mình hồi đó là mình cũng pha chạm rồi mà mình thấy mình lướt thì mình muốn tăng cái này lên cho bạn ok thì bạn thấy có thể là chỉ có một cái này là mà ít hơn một đô nữa chỉ 0.1 đô thôi đúng không chứ cái, cái nghĩa là một xu thôi đó nhưng mà một xu như vậy á nhưng mà trong 31 ngày thôi 31 ngày thôi đúng không 31 ngày nếu bạn có một xu Vậy rồi ngày mai bạn nhân cái đấy, cái một xu đó lên thành hai xu, hai xu thành 4 xu, 4 xu thành 8 xu. Và cứ như vậy bạn nhân lên. Thì qua 31 ngày như vậy đó, bạn có tới 10 triệu đô la lận, 10 triệu đô la và mình bắt đầu chỉ có một xu thôi, nhưng mà mình cứ gọi là nhân đôi nó lên, 2 thành 4, 4 thành 8, 8 thành 16, 16 thành 32, 32 thành 64, 64 thành 1, một đô mấy. Thì cho một cái con người bình thường nhìn vô dạy một xu Rồi ngày mai hai xu vậy đó Đâu có nghĩ là nó lên được cái con số được 10 triệu đô 10 triệu đô la đâu Thì nói vậy Thì cũng giống như ông Einstein nó Có đây là những khoa học tính cỏ nha Đây là một tờ giấy Nếu bạn xếp nó chỉ có 5 lần á Thì nó cứ dày đường khúc vậy thôi Nhưng mà nếu bạn xếp nó ba 30 lần á đúng không ba chục lần á là nó có thể đụng tới tới gọi là cái tới 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 tới, tới gì tới mặt trăng luôn nó đụng tới mặt trăng luôn nếu bạn xếp nó ba chục lần thì cái đầu con người không có hình dung ra được những cái thứ thế Hình dung ra những cái thứ thế Mình nói cái con số này á Nó liên quan với cái mặt Gọi là cái mặt phát triển của bạn Bạn đường quan trọng Bạn đang đứng đâu ở trong xã hội Về mặt tài chính, về mặt tâm linh Về mặt đầu óc, về kiến thức Đừng quan trọng Cứ mỗi ngày kiếm thêm chút Cứ mỗi ngày nhân thêm chút Cứ mỗi ngày tập trung thêm chút Thì chắc chắn chắc chắn đúng không cái kiến thức của bạn nó sẽ nhân lên cũng giống như một tờ giấy xếp ba chục lần từ đây lên tới tới mặt trăng thì nó là vậy nghe có nghĩa là cái sự kiên trì của bạn cái sự phát triển của bạn ngày hôm nay bạn chỉ có đúng một nhiệm vụ thôi làm sao tốt hơn ngày hôm qua nhân nó lên tốt hơn ngày hôm qua chấm hết không quan trọng tất cả mọi thứ khác bỏ mọi thứ khác vào vô thùng rác hết chỉ làm sao ngày hôm nay nó tốt hơn ngày hôm qua vậy thôi và cố gắng nhân nó lên cũng giống như cái phương hợp này cái này là nhân đôi đúng không nếu bạn nhân đôi lên được thì bạn là siêu sao vậy thôi chấm hết Ờ à, đây US Con Congress uh, Congressman ok um, nói về cái CBDC á ok CBDC á CBDC rồi đó rõ bạn đã biết rồi nó là tiền điện tử nhà băng trung ương thì nước mỹ đang nghiên cứu để đẩy ra, ok? nhưng mà ở đây á là ông này ông ra tuyên bố và ông này là có một tiếng nói rất lớn trong cộng đồng nước mỹ, ok? và vừa rồi ông cũng nói về bitcoin luôn, ok? thì cbdc á corrupt money into a, a tool for co coercion and control có nghĩa rằng cbdc tiền thì nhìn thấy bằng thì nó sẽ là nó gọi là nó làm dơ vẫn cái đồng tiền đi và nó là một cái công cụ để gọi là đẩy đưa và quản lý con người thôi à, Ngay bây giờ tiền tệ Nó in, nó phải cần mật và giấy Và nếu mà nó đổi thành tiền điện tử Thì nó gõ vài con số thôi Là có thể tăng lên bao nhiêu con số Nó còn dễ hơn nữa Nó đổi vài con số thôi Đúng hay không? Và không chỉ vậy nữa Tất cả những cái đồng tiền mà bạn Tài tiền của bạn trong tài khoản của bạn Nó lúc bạn xài nó có thể thấy được hết và nó có thể khóa tài khoản bạn bất cứ lúc nào. Về CBDC thì mình đã làm cả trăm cái video cho bạn rồi. Ok, tiếp tục. Nó nó là một cái công cụ để gọi là đẩy đưa bạn thôi. Đẩy bạn, đưa bạn Và quản lý bạn chấm hết. Okay. Uh, hôm nay uh, mới bắt đầu mà đã căng tiếng rồi ta. Ok. Ờ uh, NY uh, NYDIG nói cái cái Bitcoin ETF nếu mà lúc mà nó bị nó gọi là nó chấp nhận á thì nó có thể đem tới ba 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 chục tỷ đô la vô trong cái trong cái hệ thống Bitcoin. OK? Thì ba chục tỷ á thì nó nó không đáng là bao nhiêu hết đúng không? Không đáng là bao nhiêu hết OK? Ngay bây giờ Market Cap cũng đã tới năm trăm mấy tỷ rồi, đúng không? Nhưng mà ba chục tỷ nha với cái giá bitcoin ngay bây giờ, ok à, với cái giá bitcoin ngay bây giờ ba chục tỷ, ok thì nó có thể mua một triệu bitcoin một triệu bitcoin và một triệu bitcoin á nếu mà một triệu bitcoin á thì cái đó là nửa cái phần nửa cái phần tất cả những cái sàn trên toàn thế giới ngay bây giờ giữ bitcoin tất cả những cái sàn trên toàn thế giới ngay bây giờ giữ đâu khoảng có 2 triệu mấy bitcoin à nhưng mà tới chỉ có 30 triệu, 30 tỷ đô rớt vô thôi với cái giá ngay bây giờ. Đã mua hết được, đã mua hết được một triệu rồi. Có nghĩa là nó còn một triệu nữa thôi. Nếu 30 tỷ drop vô, 30 tỷ rớt vô thì nó mua nửa cái phần uh, những cái đồng Bitcoin trên tất cả những cái sàn trên toàn thế giới. Nhưng mà 30 tỷ là một con số khá nhỏ. Ngay bây giờ nó có cả ngàn ngàn tỷ đang chuẩn bị nhảy vô. Thì bạn nghĩ giá Bitcoin sẽ đi đâu? Sẽ đi đâu? Sẽ có trường hợp này xảy ra hay không? Khó, khó, khó okay. à, Nhớ là ở đây mình chia sẻ Cái đồng mà mình gọi là Tin nhất Trăm năm, ngàn năm tới đây Triệu năm tới đây Bao nhiêu năm bằng học đúng không? Thì mình chỉ tin Bitcoin thôi Cùng những cái đồng kia là chủ yếu tạo lợi nhuận để mua thêm Bitcoin nhớ mình lúc nào cũng khuyên bạn những giải hết lúc nào mình cũng nhắc bạn giải hết cho những người vốn ít thì rõ ràng bạn có thể bắt đầu từ những cái đồng ao đúng không lấy những cái tín hiệu của mình cung cấp mua rẻ bán cao mua rẻ bán cao nhưng nếu lúc bạn thắng thì bạn phải mua bitcoin bỏ vi lạnh mua bitcoin bỏ vào lạnh chậm hết tiếp tục okay. ở đây august 13 là cái là cái, cái gọi là cái cái cái, cái deadline có nghĩa là cái cái cái, cái, cái cái ngày cuối cùng á à. ok uh, cái ngày cuối cùng for the first ok ok august uh, 13 là cái deadline cho cái 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 đầu tiên Nghe yeah, the first etf spot etf decision they have to make nhớ là trẻ nhất là nó phải tốn tới nghe nó tốn tới đâu hai trăm mấy ngày nữa nó mới ra một cái quyết định trẻ nhất trẻ nhất nghe cái về cái 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 bitcoin etf đúng không nhưng sớm nhất nghe sớm nhất là August nghe sớm nhất là ngày 13 ngày 13 và cái cái đơn đầu tiên bỏ vô á Ok Ok thì uh, sớm nhất là ngày 13 August 13 và ngay bây giờ là ngày 20 20 24 đúng không ngày 13 thì đâu khoảng cần ở đâu khoảng nhiêu đâu còn nửa tháng nữa chứ nhiều. hơn hơn nửa tháng nha uh, yeah, có hơn nửa tháng chút xíu đúng không uh, August 13 is the deadline for the first ETF spot ETF, uh, SAC, ETF decision to make. Okay. thì đây là cái gọi là cái 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 ngày đầu tiên nghe nó phải quyết định cái cái, cái gọi là cái ETF. Okay. cái 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 deadline cái ngày cuối cùng nó nhớ là những cái đơn mà ETF này á đã đăng ký rất lâu rồi chứ không phải không giống như là uh, Grayscale đã đăng ký Ok Grayscale đã đăng ký rất lâu rồi Ok còn những cái đơn vừa rồi á, là những con quỷ giống như BlackRock và Fidelity vân 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 vân. Ok. Thì đây là cái ngày August 13 á, là cái ngày đầu là cái deadline là cái cái điểm cuối cùng người ta phải quyết định cái, cái 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 cái, spot ETF. Thì thì bạn nghĩ sao về Bitcoin? Giá nó có thể bay sớm hơn hay không? Đặt ra một câu hỏi. Đó là 3 tuần từ ngày hôm nay và nếu mà cái cái ngày August 13 này, đúng không? Và nó chấp nhận cái cái đơn đầu tiên về cái spot ETF thì nó sẽ gọi là tạo ra một cái gọi là một cái um, nó set the tone for the rest of the year for crypto nó có nghĩa là nó tạo ra một cái cái gì đó. Nó tạo ra một cái momentum, một cái hướng cho nguyên cộng đồng từ điện tử hết cái năm này hết năm này. ok ok uh, ok về cái tuần này nghe nó có rất là nhiều thứ đã xảy ra ok cái đầu tiên là US Federal Reserve uh, the, uh, the Châu Âu nhà băng của Châu Âu nhà, nhà băng trung ương Châu Âu đúng không nhà băng của Nhật ok uh, sẽ announce ok để uh, cái Con uh, cái uh, có mình có Mỹ nè có châu Âu này và có Nhật sẽ ra tuyên bố cái sự uh, lãi suất của họ. Ok, lãi suất của họ. Uh, riêng uh, Fed thì chắc uh, tăng 25 basis point. Ok. Uh, và không chỉ vậy nữa, riêng Mỹ Nga sẽ sẽ ra nói về cái vấn đề GDP của họ uh, của cái cái chu kỳ thứ hai của cái năm này. Ok. Và không chỉ vậy, ok, người ta sẽ nói về cái PCE của tháng 6, tháng 6. Ok. Thì uh, là một cái tuần này một một tuần bay bổng ok rõ ràng mình đã biết về lãi suất thì nó sẽ tăng ngày 26 tháng 7 ok ngày 26 tháng 7 về lãi suất 25 50 hay bao nhiêu thì mình sẽ làm một cái video riêng cho nó và mình sẽ cho bạn những cái suy nghĩ và những cái chuẩn bị để trước khi nó xảy ra thì bạn chốt đơn chốt đơn và chốt đơn hay là lúc nó xảy ra thì bạn có thể chốt đơn chốt đơn và chốt đơn những cái thông tin như vậy á, thì mình sẽ lan tỏa vào gia đình thứ hai của mình nha gia đình thứ hai của mình và Uh, những cái suy nghĩ sâu xa về những cái gọi là on chain và phía sau á thì mình sẽ chia sẻ cho gia đình thứ hai của mình, uh, gia đình thứ hai của mình, ok tiếp tục. Uh, cái này chắc mình mình uh, mình sẽ nói sơ thôi nhưng mà chúng nữa là mới làm một cái video mình đi sâu xa về những cái vấn đề này cho bạn, ok. Uh, rõ ràng thì x chuẩn uh, x com chuẩn bị là thay thế cái con uh, con con uh, con uh, con chim này, ok, con chim này, ok. X uh, x là một cái uh, cái app OK, Elon Musk đã suy nghĩ về cái cái, cái 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 một cái app tên là X năm này qua năm nọ rồi bao nhiêu năm rồi, OK, à, cái đó là một suy nghĩ, OK, và mua cái Twitter này á với mục tiêu là chủ yếu là thay đổi nó thành X nghe X, rồi thay đổi cái X này á, trở thành một cái là super app cũng giống như giống như là WeChat ở bên Trung Quốc vậy đó, là bạn có thể dùng cái app này có thể làm tất cả mọi thứ luôn, OK, bạn có thể uh, bạn có thể gọi là bạn có thể là mua tiền điện tử trên đó luôn nè, ok bạn có thể gọi là một cái bạn có thể ứng cái nút là một cái chiếc xe nó tới nó chở bạn đi mà không có người lái nè, ok vân 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 vân, ok bạn có thể bạn có thể gọi là đặt đồ ăn ở trên đó luôn nè, ok vân 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 rất là nhiều thứ, ok cũng giống như wechat bạn có thể shopping ở trên đó luôn nè ok bạn có thể mua và sắm trên đó luôn nè bạn có thể kêu một chiếc taxi nè bạn có thể trả trả cho nhà băng nè bạn có thể đọc tin tức nè bạn có thể uh, coi về thông tin của nhà nước uh, tuyên bố cái gì cái gì nè cái gì cũng có trên đó hết ok thì cái mục tiêu là mua 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 uh, mua uh, twitter là làm cho uh, cho gọi là nó chạy nhanh hơn ok nếu mà làm ra một cái app giống như twitter như vậy sẽ tốn năm này qua năm nọ ok thì mua nó là một cách nhanh nhất và sau đó sẽ đổi nó thành x OK, thì đó là chương trình nó đang đi, OK? Về gọi là đi sâu xa về cái X này á, cái lịch sử của, cái suy nghĩ của ông á, về cái cái cái, cái um, tại sao ông đổi thành X như vậy á, OK? Uh, uh, kiến thức sâu xa thì chúng mình sẽ làm một cái video riêng cho nó, riêng cho nó. Đây là vừa rồi, nghe? Là 100 uh, trăm dollar OK? The mouse, uh, cho mình đọc một chút xíu ha. những cái con cá voi á, những cá voi cá voi á mà nó nó giữ hơn một triệu đồng nghe như hơn 100 triệu đồng, một hơn 100 triệu đồng mà XRP á thì lên tới con số là 199. Uh, đây á, là một matching the most uh, nó 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 bằng cũng giống như nhà cái đợt mà tháng 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 5 ngày 13, tháng 5 ngày 13. Ok. okay cái market cap has been Ok. À, thì đây là cái vấn đề gọi là nó nó, nó xả này, xả này. Nó là nó, nó thu gom vô, thu gom vô này. Thì vừa rồi là nó xả này, ok. Thì bây giờ là nó bắt đầu thu gom vô lại. Nghe. Và so sánh với tháng 5 vừa rồi, nghe tháng 5 ngày 13 thì đây là một cái thời, cái, cái thời kỳ thu gom vô. Người ta biết gì mà mình không biết. Tại sao người ta bắt đầu thu gom cái đồng XRP vô càng ngày càng nhiều. Số lượng nghe, số lượng nghe, số lượng tăng lên nghe ngay bây giờ tới 199 những con cá voi ở ngoài xã hội đang giữ một 100 triệu đồng XRP hơn 100 triệu đồng XRP trong cái ví của họ ngay bây giờ có 199 uh, những con cá voi như vậy thì người ta biết gì về XRP mà bạn mình không biết ok uh, và cái màn hình cuối cùng nha để đóng dấu để vô trong tuổi để vô trong máu để vô trong đầu để vô trong da Vô trong thịt Vô trong não bộ 12 năm vừa qua Tăng trưởng 10 triệu 412.288% Bitcoin, Bitcoin, Bitcoin Mỗi năm Nghe cái này là 12 năm okay? Mỗi năm trung bình tăng trưởng 152 51% Vàng tăng trưởng 2.3% 12 năm vừa rồi tăng trưởng 30% Ok uh... Đâu, Ok Uh, cổ phiếu cổ phần ok đây tăng trưởng cổ phiếu cổ phần về uh, Mỹ nha tăng trưởng uh, 682% trong 12 năm vừa rồi ok mỗi năm 17% ở đây cổ phiếu cổ phần ok uh, vàng thì mình cũng nói rồi đây là tất cả những cái tài sản lớn nhất trên thế giới và không có cái thằng ông nào á không có cái ông nào mà gần bằng cái ông bitcoin hết chấm hết Chấm hết Khỏi bàn cãi Khỏi thương lượng Không có một cái kinh doanh nào Ở ngoài xã hội Bán bất động sản Bán xe hơi Bán nhà hàng Bán karaoke Hay làm những cái thứ vất vả Gọi là mồ hôi sức lực và đồng tiền Cũng không bằng đầu tư vô Bitcoin Chấm hết Thì phải Đến cái giờ mà nếu hồi đó như mình chưa biết về Bitcoin ấy, Phải nó là ngay bây giờ phải là đến cái giờ để mình ra cái khá, cái hang của mình hay không hay là đợi bitcoin lên tới 100 trăm ngàn hai ngàn rồi mình mới ra cái hang của mình mình làm những cái video này cũng giống như là mình đá cái cửa của bạn vô trong nhà của bạn rồi mình tới nhà bạn mình đá cửa vô rồi và mình nói cái bên kia là cái 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 hố vàng kì mình cho bạn cái cuốc luôn mình chỉ cho bạn cái hố vàng mình kêu bạn đi đào vàng đi thì bây giờ vẫn là cái sự quyết định vẫn là bạn bạn có đào hay không bạn cho mình mình chỉ cho bạn vàng ở đâu mình đưa cho bạn cái cuốc mình kêu đào đi quyết định vẫn là bạn xin chào